Xin chào bà con. Hôm nay mình like cho bà con những cái thuốc mình chuyên về bên trồng dừa. Mình là bán thuốc bảo vệ thực vật chuyên bên cây dừa nha bà con. Tất cả các loại thuốc, nếu mà bà con có nhu cầu trồng dừa, trồng trọt, có chăm sóc dừa thì liên hệ với Minh Nguyễn. Thì Minh Nguyễn có cái kênh là kênh YouTube là Minh Nguyễn Miệt Vườn ha. Bà con đánh vô chữ Minh Nguyễn Miệt Vườn thì sẽ thấy cái kênh của mình. Hôm nay mình xin lấn sân qua TikTok để TikTok nha, để giới thiệu cho bà con những cái thuốc mà trị bên cây dừa nha, chuyên cây dừa. Cũng như bây giờ bà con vô mùa mưa nè, cái con đuôn á với con bù hung nó hay tấn công cái vườn dừa chúng ta rất là nhiều. Cho nên bà con muốn tiêu diệt nó và ngừa nó thì đây có sản phẩm là siêu gon ha. Siêu gon này nha bà con, là để trị nó là treo. Treo trên đặc dừa ha, là bà con rải trên bẹ nha. Siêu gon, cái thứ nhất, sản phẩm thứ nhất, siêu gon. Thứ hai là cái chai thuốc Phatoxit nè. Đây, Phatoxit này là Phatoxit 5FC nha bà con. Mình có bán những sản phẩm này luôn. Nghe cái này là con xịt, phun xịt. Thì nó sử dụng cho được là 7 bình 25 lít nha bà con. Đó, đó bà con nhớ cái này là nó có chất lưu dẫn. Hai nữa là nó xông hơi. Nó ra nó những cái con mà đuôn, sâu, bù hung nó tìm ẩn ở trong những cái bẹ lá. Cái chai thuốc này nó xịt, nó sẽ xông hơi, nó tự nó chết nha bà con. Rồi, đó là hai những loại sâu để mình diệt đuôn nha. Còn đây thì cái dừa chúng ta mà muốn đậu trái á, nhiều thì đôi nhất ta nói hay nhất nước nhì phân tam cần mới tới giống phân rồi mới tới thuốc nè. Như chẳng hạn như bây giờ mình có những sản phẩm nè, như là boron nè, bà con thấy nhìn kỹ với trên boron nha. Boron này nó đậu trái cực kỳ hiệu quả luôn, bà con xịt vô. Cái chai này sử dụng được cũng là 7 bình 25 lít ha. Nha bà con. Còn cái giá cả thì bà con cứ để lại comment cho mình, cho số Zalo trên kênh á. Đây, một cặp nó là với ABO. ABO hai chai này bà con kết hợp lại là cái dừa bà con mình chứ nước mà lo đi tỉa bỏ bớt, tại nó quá nhiều trái với hai nó to trái lắm nha bà con. Hai sản phẩm này. Rồi, song song nữa, cái dừa chúng ta mà dừa chẳng 2 năm, 2 năm rưỡi, 3 năm mới có cho trái chiến á thì bà con nên kích thích cái lưỡi mèo, cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này là để kích thích cái lưỡi mèo ha. Kích thích lưỡi mèo là nó tăng đậu trái nè. Nó trị khô đen nước trái, là nó to trái dày cơm và ngọt nước nha bà con. Đây, còn sản phẩm này nữa. Đây là những thuốc dưỡng nha bà con. Đây là nano chống rụng và đặc biệt là nó trị nước trái cực kỳ hiệu quả. Một cặp này đi chung với nhau ha. Rồi, một cặp này thì đi chung với nhau. Bà con có mua nên nhớ thì mình đánh